Theo kế hoạch phát triển nhân lực trong hệ thống khám chữa bệnh của Bộ Y tế giai đoạn 2015-2020, Việt Nam cần bổ sung thêm gần 84.000 nhân sự ngành điều dưỡng. Với đặc trưng là quốc gia có dân số già, ở Nhật Bản nhu cầu nhân lực ngành điều dưỡng lớn hơn nhiều, với nhu cầu lên tới 130.000 người, dự báo đến năm 2020 là 200.000 người. Nhằm góp phần giảm tải áp lực nhu cầu nhân lực ngành điều dưỡng cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng trong việc chăm sóc sức khỏe người lớn tuổi, sáng nay tại Hà Nội, Tổ chức Hỗ trợ Nguồn Nhân lực Châu Á và Hiệp hội Kinh doanh Phúc lợi Quốc tế phối hợp với Trường Đại học Đại Nam tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề Điều dưỡng và chăm sóc người lớn tuổi tại Việt Nam, bài học từ Nhật Bản. Tại đây, các chuyên gia Nhật Bản và Việt Nam đã cùng trao đổi về lĩnh vực điều trị y tế tiên tiến tại Nhật Bản và định hướng phát triển nguồn nhân lực ngành điều dưỡng tại Việt Nam trong thời gian tới, đặc biệt là các vấn đề về dịch tễ học và nội dung, phương pháp đào tạo cử nhân, chuẩn nghề nghiệp, ngành điều dưỡng, đáp ứng được nhu cầu xã hội.